Vâng, xin chào các bác. Hôm nay có bác nào mà cần một con giải mã mà hàng chất lượng nhá, hàng chất lượng, phải nói luôn hàng chất lượng này. Đấy. Giải mã 24 bit chuẩn 24 bit nhá các bác nhá. Đấy. Đời cao. Đấy, thì các bác alo cho em nhá. Lấy ngay cho em con đều lông MG33 này về. Đời 2 số. Các bác mà muốn nó biết chuẩn có 2 bit hay không ấy, 24 bit hay không ấy thì các bác vào cho em này, các bác ghi này. Thương hiệu Đời Lông MG33 giải mã 24 bit. Các bác ghi vào trong đấy, sau đó nó sẽ ở trên Google ấy, thì nó sẽ ra cái trang chủ của hãng Đời Lông mà. Xong các bác vào phần đấy mới có tìm xem đúng con MG33 này có đúng 24 bit hay chuẩn hay không. Bởi vì người Nhật người ta làm ra các bác nhá, không bao giờ người ta lừa dối khách hàng, riêng người Nhật. Các nước khác thì em không biết, nhưng riêng người Nhật nhá. Bởi vì là ngày xưa là em cũng đã từng làm cho anh của em nhá, tức là chuyên về lĩnh vực là sản xuất nước cất. Đấy. Nước cất công nghiệp thì là hầu như ở Việt Nam mình nhá, thì là gọi là chỉ sử dụng loại nước cất loại 1 thôi, nhưng riêng người Nhật nhá, mua toàn loại nước cất loại 2 hết, tức là loại nước mà cái phần trăm độ dẫn điện của nó còn có 0,001% ấy. Đấy, 0,001%. Đấy thì là lúc cái độ dẫn điện của nước nó gần hết, nó không thể dẫn được điện nữa, thì lúc đấy người ta dùng cái này làm gì ạ? Để rửa mạch. Chuyên dùng để rửa mạch vi tính này, mạch điện tử này. Đấy. Là chuyên cấp cho các cái hãng của Nhật và của Mỹ. Đấy và Anh, là Hàn Quốc nữa, là đấy ba nước đấy là rất là nhiều ở khắp cái tỉnh miền Bắc này luôn. Đấy, là chuyên cung cấp cái nước đấy để gọi là người ta rửa mạch. Đấy thì mới biết rằng là chứng tỏ là những ông Nhật này ông ấy kinh khủng, đắt cực kỳ luôn, nhưng mà người ta vẫn mua, người ta sử dụng, bởi vì nó đảm bảo cho cái chất lượng hàng người ta. Đấy, em tức là dẫn chứng một cái ví dụ là cụ thể mà cá nhân em đã đi giao hàng cho người Nhật đấy rồi. Đấy là cái sản phẩm nước cất đấy. Đến thậm chí có một cái công ty mà chuyên sản xuất cái nhôm ấy các bác, ở của bên Nhật ấy. Nó đặt ở bên Quế Võ Bắc Linh ấy. Này cũng chuyên dùng cái hàng nước cất đấy. Em biết là người Nhật người ta kỹ tính thật. Còn nếu bác nào mà không tin nhá, các bác có thể sang ngay khu công nghiệp Lam Thăng Long của Hưng Yên ấy. Không phải gọi Lam Thăng Long nhỉ, không là khu công nghiệp, nói chung ở phố lối Hưng Yên đi vào xa tầm khoảng 2 cây nó có một cái khu công nghiệp ở đấy, gọi là Lam Thăng Long hay gì đấy. Đấy. Nó tên của nó là vậy. Tên của nó như vậy, chứ không phải Lam Thăng Long ở chỗ Hà Nội em đâu, mà là dưới chỗ Hiên có cái khu người đấy. Thì ở trong đấy toàn khu là công nghiệp, gần như là đã là số của người Nhật sao ạ. Vào sạch bóc luôn các bạn. Cái nước thải người ta nó còn nuôi được cả cá cơ. Em thấy có cá ở dưới, bởi vì là em thấy công nhân là cắt cỏ xong vứt xuống dưới, thế mà thấy cá ăn nó mầm. Các bác nào ở Hưng Yên chắc chắn sẽ biết khu công nghiệp đấy đúng không ạ? Đấy. Nó ở phố lối đi vào tầm khoảng 2 cây thôi. Trước em hay giao đấy, giao nhiều lắm. Nó là công ty Viettin của Nhật. Đấy. Rồi thì đấy là miên man vậy thôi, là em cũng dẫn chứng để các bác biết rằng là yên tâm, đã nói đến hàng của Nhật thì các bác yên tâm mà sử dụng, không phải sợ cái chuyện là nó thế này thế nọ, nó có hỏng nhanh không hay nọ. Hỏng nhanh hay không hỏng nhanh nó là do các bác. Đấy. Các bác sử dụng của bền tại người. Về các bác cắm điện 100V cho em thì dùng còn tươt, nhưng mà đã cắm một phát 220 là xác định là một giây một tích tắc nó cũng chết. Cắm 110 nó cũng chết. Bởi vì đây là hàng chuẩn nội địa của Nhật, bắt buộc phải chuẩn 100. 110 không được, 120 càng không được. 220 chắc chắn là cháy rồi. Đấy. Đấy là em nói luôn như vậy các bác nhá. Còn con này thì là đây, hình thức thì các bác nhìn thực tế nhá. Con này bình thường của nó giá thì là 1.690.000. Đấy là các bác xem video thì biết rồi. Giá là 1.690.000. Đấy, tuy nhiên thì con này này, đây em nói rõ luôn này. Nếu bác nào mà không quá quan trọng về hình thức ấy thì đây. Nó bị mất một cái phím này này. Đấy, về thì không biết nó rơi như nào em không biết, nhưng mà hiện tại không có này. Cái thứ hai là đây. Cái phần volume này, cái nhựa này thì do quá trình di chuyển. Đấy thì là nó kiểu nó bị hơi bị dí vào đây tí này, thì nó hơi lướt ra tí này. Đấy. Còn lại các bác yên tâm, nó không ảnh hưởng gì nhá. Không ảnh hưởng bất kể một cái gì. Đấy. Mọi thứ vẫn chỉnh ok. Đấy, volume này thì chỉ chỉnh đây này, xoay. Nó cũng gọi là hơi hơi, tại vì nó hơi vênh một tí này thì nó hơi dí dí tí thôi. Nhưng mà nói chung là này, vẫn ok. Đấy thì bác nào mà không quá quan trọng hình thức thì lấy con này. Giải mã 24 bit chuẩn, đời cao, lại hàng xịn. Đấy. Giá con này thì bình thường nó là 1.690 như em nói rồi. Đấy. Thì thôi hôm nay em để các bác giá là bao nhiêu ạ? 1.250.000. Bớt tiếp cho các bác 20, bớt tiếp các bác 50, để 1.2 tròn cho dễ được chưa? 1.2 tròn cho con MG33 này. Đấy. Các bác cứ yên tâm lấy con này về mà dùng, giải mã cực kỳ hay. Bác nào mà đang kiểu đam mê hát karaoke nhá. Đam mê hát karaoke nhá, hay là nghe nhạc trên từ TV xuống nhá. Các bác cứ mua cho em con này cho em. Lấy cho em một cái dây quang, mua cho em một cái dây quang, một đầu cắm vào đây. Em cho nhỏ đi tí nói chuyện nó dễ. Mua cho em một cái dây quang cắm vào đây. Đầu còn lại của nó đường quang y chang như này. Các bác cắm vào TV cho em. Thế là gì ạ? TV nó truyền xuống đây. Con này nó lọc nó xử lý. Đấy.
nó có thể đưa ra cầu loa cũng được, hoặc nó có thể đưa ra đường AV đây, thì nó có hai cổng AV đây, các bác nhìn thực tế nha, đây hai cổng AV đây, thì nó xuất ra hai cổng này. Hai cổng này các bác sẽ cắm đi đâu? Cắm xuống cho em cái con âm đi to hát karaoke, hoặc con âm đi đẩy đấy, hay âm đi nghe nhạc gì đó, tiếng trong veo, hát cực hay luôn các bạn. Đấy, bác nào mà đang có giải mã xíu xíu nhỉ, bé xíu xíu nhỉ, thì có thể là thay đổi đi, thay đổi các bác dùng cái này hát cho nó hay. Không phải em nói một cái video này mà video này em nói rồi, các bác dùng những con này thì em thật các bác không sợ tốn tiền, không sợ ý là không sợ tiếc tiền. Bởi vì sao? Cái chất lượng nó mang lại cho các bác nó còn vượt cái giá trị mà các bác bỏ ra, vượt cái số tiền các bác bỏ ra, đúng không ạ? Hát karaoke thì đâu có phải mình hát một ngày hai ngày đâu, mình là hát đến gần như là bao giờ hết cái đời cái bộ dàn ấy thì thôi cơ mà, đúng không ạ? Đấy, mình không hát thì con cái mình hát, rồi bạn bè anh em đến chơi hát, đúng không ạ? Mà đã hát thì phải hay đấy, còn không hay thôi ra quán hát cho nó nhanh, đúng không ạ? Đấy, thế nên là phải có một con giải mã chất lượng như này. Đấy, thì các bác hát nó mới hay được, tiếng nó mới trong được. Đơn cử nha các bác thử nghĩ xem, bây giờ mà một cái giải mã bao nhiêu bé xíu này, đúng không ạ, bé xíu này thôi, thì các bác thấy gì ạ, linh kiện nó rất là ít. Linh kiện ít thì làm sao? Tiếng nó lọc nó sẽ không được chuẩn. Còn với những con này linh kiện nó nhiều, thì các bác hình dung như cái bể nước ấy. Các bác đang dùng cái bể nước ở nhà, đang ngày xưa lọc nước chỉ là cát vàng thôi, đúng không? Đấy, thì nước nó chỉ là gì ạ? À, nó chỉ gọi là sơ qua một tí nó lọc cái cặn bẩn đất thôi, chứ còn các hoạt chất bên trong lọc làm sao được? Cát vàng nó có nhiệm vụ lọc cái đâu, đúng không ạ? Lọc cát vàng thì phải có cái gì? Có cát thạch anh, sỏi thạch anh. Đấy. Rồi ạ, than hoạt tính để khử độc. À, hạt cation để làm mềm nước. Đấy. Rồi vân vân, rồi màng lọc thô để ngăn lọc cặn bẩn, rồi đèn cực tím để khử vi khuẩn. Đấy, làm màng lọc RO để xử sát khuẩn. Đấy, lọc hết các cái sát khuẩn và lọc 99% sát khuẩn đi. Đấy, đúng không ạ? Đấy, nó có phải đơn giản đâu, đúng không ạ? Thì với những con này như vậy, linh kiện nó nhiều thì tiếng nó gì ạ? Lọc nó trong hơn, nó ngọt hơn, nó hay hơn. Đấy. Dùng nó sướng hơn, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ như vậy giờ các bác có hiểu ngay, đúng không ạ? Các bác dễ hình dung được rồi. Con này thì bác nào nghe đài có phải đài FM 108 này. Đấy, rồi bác nào mà cần cắm thêm trầm con súp vào đây cũng cắm được này, cổng súp này. Công suất máy 55 rồi. Đây, đấy, cầu loa ghép như này. Nếu mà giải mã thì không cần mồi được các bác nhá. Con này nó giải mã trực tiếp luôn. Cắm một phát mì ăn liền ngay, không phải qua mồi miếc gì cả. Ngoài ra nó còn chỉnh được cả bát tép này. Bác nào nghe nhiều bát thì đưa về on, nghe ít thì đưa về off. Được chưa ạ? Đây, nghe ít thì đưa về off. Nghe nhiều bát thì đưa về on. Đây là nó gần như là chế độ tăng giải bát súp lên đấy. Đấy, còn nếu bác nào thích tăng bát này. Đấy, tăng này, giảm này. Đó. Đấy, nhưng mà thôi bát bác cứ để 120 này, nghe phế lắm, tép này. Đấy. Đây tép thì mất thì nó lại nhấn lại thôi. Đấy, tăng giảm tí theo ý thích của mình được chưa ạ? Nó dễ mà. Nói chung về các bác thao tác khoảng 1-2 lần là nhớ hết mà. Đấy, con này thì cái phần CD và MD này thì em nói luôn là em không bao chạy hai cái này nhá. CD MD coi như bỏ qua, bởi vì các bác biết rồi, hàng bãi hàng cũ về thì nhiều khi mắt nó cũng kém rồi, nó hao hụt rồi. Đấy. Thì về các bác dùng đến cũ đến mốc thì nó cũng chả chạy đâu. Thôi em tốt nhất là em cứ bán luôn là không CD không MD, bán giải mã cho nó nhanh nhá. Đấy, thì giá con này thì để các bác là 1.250.000, nhưng mà thôi em bớt 50 còn để 1.200.000. Rồi. Bây giờ em test nhạc các bác nghe thử này. Đây là đường quang các bác nhá. Đấy. Đây là cổng quang. Đây, đang oánh nghe thử thôi này. Thì đấy là gì ạ? Đấy là đường quang. Các bác thích nghe điện thoại này, chuyển cho em này. Cắm cổng nào chuyển cổng đấy. Đấy, điện thoại. Thì xuân rất đẹp, anh không biết xuân về lúc nào. Ngày tình đông đưa theo gió, mình hướng nhau. Rồi, đấy thì là vừa rồi em test đường quang điện thoại ok rồi. Nếu thì bác làm và chốt thì cứ alo cho em thôi nhá. Số điện thoại liên hệ đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Xin chào các bác.